Tập 21. Ông Tiểu Triệu, tiền thuê nhà trong tuần này tôi sẽ gửi sang cho ông. Nếu ông không hài lòng thì tôi có thể trả trước. Cũng không sao, tôi gặp được quý nhân rồi, còn đầu tư vào võ quán của tôi. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác nha. Chồng à, anh xem em mua hết rồi nè. Xem thử kích cỡ rồi thử xem có hợp không. Không hợp thì em mang đi đổi. Đúng đúng, hôm nay là ngày vui của Nhất Nhất mà. Chúng ta không thể làm Nhất Nhất mất mặt được. Cái này của anh à? Của anh hết đó. Đây, người cậu nói có đáng tin không vậy? Tuyệt đối không được hỏng việc đấy. Mình làm việc thì cậu yên tâm, chắc chắn sẽ có người cứu cậu. Vậy thôi, mình vào trước nhé. Phòng số 7, tuyệt đối không được nhầm đấy. Nhớ đó. Biết rồi. Alo, có một kiện hàng anh giúp tôi đi lấy nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ. Nhà hàng Khải Công, phòng số 7, cô Dương. Cô Dương, không phải chuyện nhất nhất đấy chứ? Chuyện gì thế này? Đâu, cạn đi. Đâu. Nhất nhất quả thật rất xinh đẹp. Chả trách con trai tôi là không quên được. Cậu nói gì đi chứ? Cười cái gì mà cười? Nói gì đi chứ? Cậu bé này khó có ngày cả hai nhà chúng ta tụ họp như hôm nay. Hơn nữa cả hai nhà đều rất ủng hộ chuyện của Lý Mặc và Nhất Nhất. Tôi có thể đảm bảo với các anh chị là Nhất Nhất ở bên Lý Mặc và tôi chắc chắn sẽ không phải chịu khổ. Nếu Nhất Nhất kết hôn với Lý Mặc, tôi sẽ trao lại 50% cổ phần của Thế Mỹ cho hai đứa nó. Không, Lý Tổng, chị thấy là thế này. Chúng tôi vốn dĩ không phải là bán con. Hơn nữa bây giờ nói về vấn đề này liệu có hơi sớm không? Anh hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn không có ý này. Tất nhiên, nếu hai đứa không thành, Nhất Nhất nếu cảm thấy Lý Mặc không hợp với Nhất Nhất thì tôi cũng không để Nhất Nhất phải lãng phí thời gian. Cũng sẽ có bồi thường xứng đáng. Dù sao thanh xuân của con gái cũng đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Mẹ, đây không phải giao dịch. Dì à, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là cháu phải tham gia cuộc thi múa. Nên hiện tại cháu tuyệt đối không thể yêu ai được. Ý của con bé này là chuyện hai đứa đến với nhau chắc như đinh đóng cột. Nhưng trước mắt vì có một cuộc thi múa mà con bé đã đợi rất lâu rồi, nên con bé muốn giành được giải thưởng để chứng minh bản thân mà. Sự theo đuổi sự nghiệp của Nhất Nhất tôi quả thực rất thích. Nhưng mà tôi có hơi tò mò, cháu định theo nghề múa tới bao giờ? Lý Mặc là con trai duy nhất của tôi, sau này Thế Mỹ chắc chắn sẽ là của nó. Mẹ, đừng có xen gan. Tôi hiểu rõ thằng bé không muốn quản lý Thế Mỹ. Vì thế Nhất Nhất, cháu bắt buộc phải chia sẻ với Lý Mặc. Tôi nói vậy có lẽ mọi người sẽ thấy tôi ích kỷ. Có điều tôi hy vọng cháu có thể hiểu được điều này. Nhất Nhất, Lý Mặc và tôi có thể coi kết hôn là tiền đề để qua lại với cháu. Còn cháu nên học hỏi về ngành nghề quản lý công ty, coi đó là hành trình học hỏi của người vợ để bước vào cuộc sống của Lý Mặc. Cháu làm được không? Gì? Dì nghĩ xa quá rồi. Tôi thấy là dù gì múa cũng chỉ là nghề của thanh xuân, đúng không Nhất Nhất? Mẹ nhớ con làm gì? Nếu Lý Tổng đã nghĩ xong con đường sau này của Nhất Nhất và tôi rồi thì có gì mà không được chứ? Được, để như vậy, vì thể hiện thành ý của nhà chúng tôi,
chi bằng để hai đứa đính hôn trước. Chị nghĩ sao? Tôi thì không có ý kiến gì. Nhất nhất nhà tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Không có ý kiến. Chỉ là không biết ý kiến của ông ngoại thế nào thôi. Mẹ ra tay độc ác quá rồi. Ông ngoại, ba nghĩ thế nào? Nghĩ cái gì? Là chuyện đính hôn của Nhất Nhất đó. Được mà. Nhất Nhất đính hôn thì tốt mà. Được. Khùng đáng. Cậu tới làm gì? Là cô Dương gọi tôi đến nhận hàng. Hàng gì? Là hàng con gửi. Của con. Anh là cứu binh mà Đào Giang gửi tới cứu tôi có đúng không? Tôi không phải cứu binh. Đào Giang này. Được rồi, là anh đó. Lát nữa, dù cho tôi nói cái gì thì anh cũng không được lên tiếng. Xong việc tôi giải thích rõ cho anh. Trịnh trọng giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của con. Anh ấy rất hay mắc cỡ, vì thế anh ấy mới nói tới lấy hàng. Thực ra hàng ở đây chính là con. Anh ấy tới đón con. Hụt đắng, lại là anh. Vì sao chuyện gì của em lúc nào anh cũng đảo lộn vậy? Nhất Nhất, chuyện này là sao? Con phải giải thích rõ ràng. Giải thích cái gì? Chính là anh ấy yêu con. Con yêu anh ấy, đơn giản thôi mà. Đây chính là tình yêu. Hoàng Tổng, chị cũng tận mắt nhìn thấy rồi chứ. Thiên kim của chị đưa ra lựa chọn giữa hai người đàn ông, vì thế có phải là trái với thuần phong mỹ tục không? Chị nói ai làm trái thuần phong mỹ tục? Là Lý Mặc nhà chị, ngày nào cũng bám lấy Nhất Nhất. Và tôi mới cho nhà chị một cơ hội. Vậy sao? Lý Mặc nhà chúng tôi muốn gì được đấy? Cần các người cho cơ hội sao? Chị ăn nói kiểu gì vậy? Hụt đáng. Đừng cãi nhau nữa. Sao cháu lại tới đây? Có phải tới đón ta đi khu vui chơi không? Đúng thế ông ngoại. Cháu đặc biệt tới đón ông đi khu vui chơi. Đi nào, đi thôi ông ngoại, cẩn thận. Các người dừng lại. Mẹ nói cho con biết Nhất Nhất, con bước ra khỏi căn phòng này thì mẹ sẽ đánh gãy chân con. Là ông ngoại muốn đi mà. Nhất Nhất, con trai, con đi đâu vậy? Anh định đánh ai vậy? Phải rồi, anh đánh ai bây giờ? Anh cố gắng nhé, tôi rút trước đây. Cô qua cầu rút dáng sao? Thanh lý môn hộ. Đừng đánh nữa. Tới lúc mẹ đi Đài Loan về, đừng để mẹ phải nghe thấy ba từ Dương Nhất Nhất. Con tự điều chỉnh cảm xúc đi. Mẹ, con xin lỗi, nhưng con hy vọng mẹ ở Đài Loan có thể bớt giận, rồi quay về tiếp tục chấp nhận Dương Nhất Nhất. Con bị chúng ta. Đúng. Con. Mẹ. Con trai, cô ta không yêu con, cũng không trân trọng con. Mẹ không thể chấp nhận cô ta được. Sao mẹ có thể giao con lại cho một người phụ nữ không hề yêu con? Mẹ, có lẽ sau này con sẽ hối hận. Nhưng nếu hôm nay con từ bỏ cô ấy thì sau này con sẽ hối hận cả đời. Tôi chào anh giao hàng. Thôi nhé, đừng có chào hỏi gì nữa. Đồ sao chổi.
Tôi là Phúc Tinh nhé. Phúc cái gì bà Phúc? Lần đầu gặp cô tôi cũng xui xẻo. Cô chạy tới đây làm gì? Còn không danh về già, giải thích rõ với mọi người đi. Mẹ cô chắc chắn đang nổi giận. Nếu tôi giải thích rõ được thì đâu cần chạy tới đây. Không phải, tôi nhận điện thoại từ Đào Văn, bảo tới nhà hàng lấy hàng. Sao thành thế này? Tôi cũng không biết là chuyện gì đâu. Vậy cô đứng đây làm gì? Mẹ tôi bây giờ chắc chắn đang ở nhà ông ngoại, đợi tôi về xử lý. Nếu tôi không có chỗ nào để đi, tôi có thể ở đây vài ngày được không? Không phải chứ, cô nghĩ cái gì thế? Đây là ký túc xá nam, ở đây toàn đàn ông con trai. Không sao, tôi không ngại. Cô không ngại thì bọn tôi ngại. Vậy thì đừng xem tôi là con gái được rồi. Được rồi, về đi. Anh mà không cho tôi ở lại đây thì tôi cũng không có tiền. Anh cho tôi tiền đi, tôi ra khách sạn cũ. Cô thật là... Được rồi. Thế này đi, cô tới chỗ Tiểu Tuyết đi. Tôi với người ta đâu có thân thiết gì đâu. Tôi thân. Tôi đưa cô qua đó. Đi thôi. Tiểu Tuyết, cảm ơn em đã cho chị ở nhờ. Tối hôm nay chị sẽ ngủ trên ghế sofa của em một đêm. Đừng bà, chị vào ngủ chung với em đi. Chúng ta ngủ chung. Thôi, tưởng chị ngủ khó coi lắm. Chị sợ đè dở của búp bê thủy tinh em mất. Khó lắm mới có người tới đây ngủ với em mà. Chị lại nói như thế. Tiểu Tuyết, dạ em thật sự là cao quá đi. Chị leo cầu thang mệt chết đi được. Chị thật sự bái phục hụt đáng ngày ngày leo lên đây. Chị dứt dứt, chị có tin không? Nếu thang máy được sửa thì hụt đáng có thể vượt qua lấy mặt dễ dàng. Vậy sao? Chắc chắn mà. Vậy thì cũng không khó. Người thì ác sẽ có kế. Đồng ý xóa bỏ quan hệ tình cảm với Đại Xuân và bồi thường cho bên nữ mọi chi phí tổn thất. Tôi đã bảo là đừng ai làm phiền tôi mà. Cô Dương đó à? Triệu tổng, không làm phiền anh cạo đầu đó chứ? Không có, tóc hơi dài tôi cạo một chút thôi. Đúng rồi, cũng trà chứ? Không cần đâu, cảm ơn. Tôi tới là muốn đưa anh tới một nơi. Anh có thời gian không? Được chứ, đi đâu vậy? Không phải, ý tôi là chúng ta nếu tới nơi nào sang trọng thì tôi phải thay đồ. Mặc thế này thì không hay. Không cần đâu. Với khí chất của Triệu tổng, dù là tấm vải 20 tệ thì cũng có thể toát ra khí chất. Tập thể dục đó. Do tập thể dục thôi. Phải. Chắc mượn xe của anh một chút. Ở dưới hầm đó. Vậy đi nhé. Đi. Đi thôi. Đi nào. Khí chất đấy. Em xem, giờ đến điện thoại của anh mà lấy mặt cũng không nghe. Cái tên khốn hùng đáng này phá rối chuyện con rể chàng 24k của chúng ta, tức là phá hỏng chuyện đầu tư võ quán của chúng ta. Chồng giỏi võ lâm phải chết trong tay cậu ta. Chồng à, đừng có giận. Không phải, nhưng Dứt và mình cũng tệ. Chồng à, chuyện này không thể trách Dứt Dứt, là lỗi của hùng đáng mà. Là cậu ta dễ hơn Dứt Dứt. Alo Lý Mặt, công ty quản lý tài sản à? Được. Cô à, định làm gì thế? Sao cô nhất quyết một bực được tự lấy xe thế này? Vậy cũng không thể để anh phải mệt được, đúng không? Sao, hối hận rồi à? Làm đàn ông thì có gì phải hối hận. Tôi là hưng phấn quá thôi. Tôi cứ nghĩ mãi, cô hẹn tôi một mình thế này, vui mừng còn không kịp.
Yên tâm đi, tôi sẽ nói lại với Tôn Nguyệt cho. Chuyện đó không nhất thiết phải nói với Nguyệt Nguyệt đâu. Tôi thấy chuyện này không cần phải nói cho cô ấy biết, bớt một chuyện sẽ tốt hơn. Sao tôi vẫn có cảm giác mình bắt cóc thế này? Tôi bắt cóc anh, nói ra thì ai tin chứ? Chúng ta cũng ít qua lại, nên tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy cô cũng khá là vui tính. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tới đó là biết thôi. Tới đó là biết được. Nhưng mà tôi thấy cô vẫn nên nói cho tôi biết chúng ta đi đâu. Tôi biết trước để bảo mọi người chuẩn bị một chút. Khu Hoa Chiên, tới đó làm gì? Khu nhà đó không phải anh xây à? Sao vậy? Cô đã thích căn nhà đó ở đó rồi à? Cô thích thì cứ nói với tôi, tôi cho cô giá tốt nhất. Đúng là tôi tới xem thử rồi, ngoài một tòa nhà không có thang máy ra. Là sao? Đợi chút, tôi nghe điện thoại. Alo, live stream phải không? Đúng đúng, là gợi ý của tôi. Tôi cũng đang tới đó, lát gặp. Không phải đó chứ, cô Dương. Chúng ta gặp nhau thôi mà còn live stream à? Lên hình thôi. Anh sắp nổi tiếng rồi. Sư phụ, công ty quản lý tài sản gọi anh làm gì? Làm sao tôi biết? Họ bảo là tới giải quyết chuyện thang máy. Triệu Thụ cũng tới. Lại là trận chiến nữa rồi. Sư phụ, dù cho bọn họ bày mưu tính kế thì tụi em cũng bảo vệ anh. Hai cậu à, bọn em đủ rồi. Tới rồi kìa. Nhất Nhất, cậu sao lại là cháu? Lại đây. Anh Hoàng, Triệu Tổng, anh là người bận biểu trăm công nghìn việc thế mà, có phải cũng như tôi nhận được cuộc điện thoại của quản lý khu Hoa Chiên không? Tôi là đi tới bàn chuyện với cô Dương đây. Bàn chuyện gà? Bàn chuyện gì? Có hỏi như thế làm gì? Tôi tới rồi. Xin lỗi anh Hoàng, Triệu Tổng, chuyện này nhất định phải báo cáo thật rõ ràng. Đây là cuộc năng lượng tiếp xúc cho xã hội, mọi người đi cùng tôi tới phòng họp. Triệu Tổng, mời đi hướng này. Đi nào Triệu Tổng. Danh nào? Đi nào? Đi theo cô Dương. Chuyện gì vậy? Tôi đã có biết. Tiểu Tuyết cứ thoải mái, chuẩn bị những gì cô muốn nói. Được chứ? Bây giờ ổn rồi chứ? Được, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Là người trực tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong chuyện này, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn bạn công Tiểu Tuyết, người sống ở tầng cao nhất. Tiểu Tuyết, bạn có thể cho chúng tôi biết hai năm nay không có thang máy, cuộc sống của bạn có những bất tiện gì? Chào mọi người, tôi là một bệnh nhân xương thủy tinh. Sau khi thang máy bị hư thì hai năm nay dường như tôi chưa ra khỏi nhà. Tôi giống như một phạm nhân bị nhốt trong phòng giam của 26 tầng lầu. Nhưng tôi rất cảm ơn những người sau khi thang máy bị hư vẫn đến gõ cửa nhà tôi, bước vào thế giới của tôi. Vì thế tôi quyết định dùng toàn bộ thu nhập của việc kinh doanh online để kêu gọi đầu tư cho việc lắp thang máy mới cho chúng tôi. Nói hay quá. Tiểu Tuyết, nhanh ngồi đi. Giờ hay hôm nay có những người phụ trách liên quan và các bạn phóng viên đang ở đây, tôi muốn nói đôi lời. Tôi là người khởi xướng cho việc khởi động lại thang máy. Dương Nhất Nhất, Đỗ Thu, tôi đang trên đường ra sân bay. Hôm nay sẽ không tới phòng chuyển phát đâu. Cái gì? Trực tiếp sao? Được, để tôi xem thử. Cô ấy vì lý do sức khỏe nên không thể ra ngoài một cách bình thường như chúng ta được. Không có thang máy, cô ấy hàng ngày chỉ có thể giam mình trong căn phòng bê tông cốt thép tại tầng 26. Nhưng cô ấy vẫn khát vọng, hy vọng được hít thở không khí trong lành ở bên ngoài, được ra phơi nắng. Mẹ, con không chọn sai người đúng không? Lòng công đức thì có, nhưng chỉ tiếc đạo đức riêng cũng có. Mẹ,
Mẹ cứ quan sát thêm đi đã, rồi mẹ sẽ nhận ra cô ấy có những điểm đáng yêu khác với mọi người. Hai bên liên quan tạo nên chuyện này, tôi đều biết. Một người là cậu ruột của tôi, còn một người là Triệu Tổng, cũng coi như là bạn của tôi, đúng không Triệu Tổng? Hy vọng thông qua sức mạnh của mọi người có thể giải quyết hoàn toàn chuyện về thang máy. Mẹ, con muốn đi gặp Nhất Nhất. Mẹ đưa con đi gặp Nhất Nhất đi. Đây là cao tốc, sao mà dừng được? Con không chờ được nữa. Mọi người không hiểu Triệu Tổng. Triệu Tổng là người rất nhiệt tình. Anh ấy nghe thấy chuyện này liền bảo anh ấy có thể giúp được gì không. Vì thế tôi đề nghị các bạn phóng viên hướng ống kính tới Triệu Tổng của chúng ta. Triệu Tổng, anh nói về câu đi. Chuyện này tin tức hàng ngày à. Chào mọi người, tôi là Triệu Thụ. Hôm nay tôi muốn chân thành xin lỗi anh Hoàng đây. Anh Hoàng, hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Đừng đừng, tôi hại cho các căn hộ trong tòa nhà của anh cũng không bán được, mà cho thuê cũng không được. Thật ra tôi cũng có lỗi. Đúng rồi, cái đó. Hôm nay tôi trịnh trọng tuyên bố và hứa trước ống kính máy quay, tôi sẽ lập tức cho thay cái thang máy cũ của tòa nhà anh Hoàng. Được. Tôi có điều muốn nói. Tôi vẫn bị nhốt ở trên tầng 26 suốt 2 năm. Tới một ngày, có một anh chuyển phát tốt bụng gõ cửa nhà tôi. Anh ấy đã mở cửa cho thế giới của tôi, cũng giúp tôi được nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận lại thế giới này. Anh ấy là Hùng Đáng. Anh Hùng Đáng rất quan tâm đến tôi. Hơn nữa còn giúp tôi quen được chị Nhất Nhất. Là chị Nhất Nhất giúp tôi bắt đầu kinh doanh online. Hai người họ là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Chị Nhất Nhất, em hy vọng chị và anh Hùng Đáng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Không, là không bao giờ rời khỏi thành phố này. Được rồi. Sao hôm nay nhiều người tập trung ở đây chị? Đáng gì quá. Hình như là chuyện gì cái thang máy. Được rồi, cảm ơn. Dứt dứt dứt, anh yêu em. Lý Mặt, anh bị điên à? Dứt dứt, anh muốn lấy em. Anh chị ơi, hãy giới thiệu về anh đi. Dứt dứt, đừng đi. Bỏ ra. Chào mọi người, tôi là Lý Mặt. Vị thiên sứ xinh đẹp này là Dương Dứt Dứt. Tôi có được người bạn gái như thế là cái gì vậy? Anh Hùng Đáng, anh nhanh đi. Lý Mặt sắp đem thiên sứ đi mất rồi. Còn cái này nữa, cô hãy phát biểu đi. Bây giờ cô suy nghĩ thế nào? Đừng quay nữa. Nhất Nhất, Lý Mặt, con thấy chưa đủ mất mặt hay sao? Quay lại đi. Anh bảo trên thế giới này liệu có giỏ ốc màu tím không? Có chứ. Thật sao? Giống chỉ trên thế giới này sinh vật có màu tím giống không nhiều. Thật sự có mà. Giỏ ốc màu tím có ốc tím, ốc san hô tím, ốc sên tím, có rất nhiều mà. Anh đọc trong sách à? Tôi đọc trên mạng. Anh là người nghiêm túc nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô đang khen khen đâm chọc tôi vậy? Tôi khen anh đó. Anh có biết gì sao tôi làm như thế cho khu Hoa Viên không? Vì Tiểu Tuyết à? Tất nhiên là vì Tiểu Tuyết.
Nếu không anh tưởng là gì anh à? Tôi biết là cô cũng muốn giúp tôi. Có thang máy rồi thì sau này bọn tôi giao hàng sẽ không phải leo nữa. Anh Bơ à, trong túi anh có cái gì mà tay cứ giữ khư khư vậy? Không có gì. Không có gì thì anh đưa tay ra đây. Đây là cái gì vậy? Đây là hai cái vỏ ốc màu trắng mà hôm trước chúng ta giặt được. Tôi đã nhờ Tiểu Tuyết giúp tôi thay đổi một chút, làm thành vỏ ốc màu tím. Cô cầm lấy đi, để sau đây giặt được vỏ ốc màu tím thì hẳn tính. Anh đưa cho tôi cả hai à? Phải. Một cái tôi tặng cô, một cái tặng cho người đàn ông sau này của cô. Cảm ơn lời chúc phúc của anh. Giúp tôi cảm ơn Tiểu Tuyết và anh. Giận cái gì nữa thế? Ngồi xuống. Anh nói đi, sao lại anh nhát gan như vậy? Đến quà thố lộ em cũng chuẩn bị cho anh rồi. Trời xanh bay trắng, gió nhẹ trời đẹp, thế giới hòa bình. Chị Nhất Nhất đã mở lời cho anh rồi, giống như cho anh bậc thang bước lên. Sao anh không chịu trèo? Anh như thế thì người xem phải trả về hết. Nhưng Nhất Nhất vốn chỉ đâu có thích anh. Bình thường cô ấy đối xử với anh như vậy, đó là cách cô ấy thích anh à? Nói như anh có kinh nghiệm lắm vậy. Anh phát hiện ra sau khi em thân với anh rồi, lại trở nên không khách sáo. Vì thân rồi đó. Đúng rồi, anh chỉ nhất nhất cũng chỉ là một kiểu quan hệ thân thiết, không phải là tình yêu. Anh không thử thì làm sao mà biết được? Tổng tài bá đạo cũng có người yêu, thì nhân viên chuyển phát nhỏ bé cũng có người yêu chứ. Mấy câu nói theo thời của em anh không hiểu đâu. Ý của em là em cảm thấy anh nên dũng cảm hơn một chút. Tiểu Tuyết à, thật ra tấm lòng dành cho một người không đơn giản chỉ là phải đi chinh phục người đó hay theo đuổi người đó, hy sinh, bảo vệ hay yêu thương. Đó cũng là một cách yêu mà. Anh hùng đáng, anh làm em tức gất đi mất thôi. Được rồi, anh về đây. Thôi được, dù gì Lý Mặc cũng bày tỏ khá là cảm động. Em sẽ thay đổi ý kiến, đi ủng hộ Lý Mặc. Đừng nghịch nữa, em đâu có. Tốt vậy mà, dân dịch vụ cũng có thể xoay chuyển tình thế. Anh về đi, em đi ngủ đây. Tạm biệt, không tiễn nha. Chào cô Dương. Mọi người không đi cùng à? Mọi người ở dưới lầu đó. Tôn Nguyệt, sao vậy? Giờ đấy mình muốn giải thích với cậu chuyện của Triệu Thụ hôm đó. Mình chỉ cảm thấy hôm đó có đông phóng viên nên mới bảo anh ta hứa trước mặt phóng viên. Mình thấy cậu nên giải thích với mẹ cậu trước đi. Dì à, hai người nói chuyện đi. Cháu đi làm việc. Không phải cậu có chuyện. Nhất Nhất, tốt nhất là con hãy giải thích rõ chuyện ngày hôm qua đi. Hai ngày nay con không về nhà, rốt cuộc con đi đâu? Không nói cho mẹ biết, có phải muốn mẹ tức chết không? Con có thể đi đâu được chứ? Vậy con nói xem, rốt cuộc con đi đâu? Nhanh nói đi. Được rồi, con nói. Khách sạn. Một người sao? Chả lẽ hai người? Hôm nay mẹ tới là muốn nói chuyện Lý Mặc. Người ta cố gắng như thế, còn thổ lộ trước mặt bao nhiêu người, sao con lại chạy chứ? Còn chạy theo hụt đáng nữa. Mẹ có biết vì sao con không muốn về nhà không? Là mẹ cứ hỏi này hỏi nọ thì sao con về được? Chạy được lần này nhưng không chạy được cả đời. Ý con là chuyện tình cảm là chuyện của riêng con. Con không muốn chấp nhận ai thì con không chấp nhận thôi. Nhưng mà con và Lý Mặc từng yêu nhau mà. Vậy anh ta có từng nghĩ cảm nhận của con không? Con đứng trước với bao nhiêu người, con đang trực tiếp nữa,
định dùng dư luận để trói bồ con à, đúng không? Vậy nếu như người của Lý Mặc cũng đang xem trực tiếp thì sao? Cô có nghĩ tới cảm nhận của người nhà họ không? Dạ, anh ta dung túng cho anh ta như thế. Có nghĩ tới cảm nhận của con không? Mẹ lo cho con như thế. Cô có nghĩ tới cảm nhận của mẹ không? Con phải nghĩ cho Lý Mặc, còn phải nghĩ cho người nhà anh ta, rồi nghĩ cho mẹ nữa. Vậy ai nghĩ cho con? Con không phải là người à? Con nói cho mẹ biết, mẹ không cần phải khuyên. Con với anh ta là không thể. Con không thử thì làm sao biết là không thể được? Lý Mặc cũng gặp nhà chúng ta rồi, cũng gặp ông ngoại của con rồi. Ông ngoại của con cũng đồng ý. Ông ngoại con từng chấp nhận bố con đó thôi, cũng không phải ly hôn sao? Con đừng có lấy chuyện đó ra khích mẹ. Chuyện chúng ta đang nói bây giờ là chuyện của con và Lý Mặc. Nếu con không thích cậu ta chút nào thì vì sao lúc ở Anh chỉ quen có 3 ngày mà tận 2 năm con không quên được cậu ta? Ai mà không có tuổi thơ chứ, đúng không? Bây giờ nguyên nhân chủ yếu là không phải con, mẹ hiểu không? Chủ yếu là mẹ với mẹ của Lý Mặc cãi nhau rồi đó. Vì thế chuyện này khó giải quyết lắm. Nhất, nếu con thật sự muốn cứu vãn tình hình thì mẹ có thể giúp con. Đừng, là người thì phải có cách của riêng mình, sao có thể tùy tiện được. Là người bình thường, không ai bỏ qua Lý Mặc mà chạy theo hùng đáng gì đâu. Anh ta chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh. Còn 2 lần, con bảo sao mẹ lại sinh ra đứa con như thế này chứ? Đáng ra đúng đầu, mẹ thật sự không nên kết hôn với tên Dương Trưởng Hà kia. Nhìn đi, bây giờ lại có một đứa con quái thai thế này. Mẹ, không kịp nữa đâu. Em là đám mây xinh đẹp nhất trong lòng anh. Để anh phải cố gắng để giữ em lại. Giữ em lại. Chúng ta không thể thua được, phải xứng đáng với anh nhất. Tất nhiên, đi thôi. Thang máy này đã rất lâu rồi đó. May mà có Tiểu Tuyết nói, bây giờ cuối cùng cũng có rồi. Đúng. Tiểu Tuyết, cháu mở đi. Tiểu Tuyết, đúng thế, nhanh đi. Mở đi. Nhanh lên đi, ấn đi. Được rồi, tốt quá. Cố lên, tốt quá rồi. Vé đào, cố lên vé, tốt quá rồi. Sao có thể? Chỉ chuyện thang máy của một tòa nhà hoạt động lại mà sắp giữ thành tích của chúng ta sao? Đây không phải là vấn đề của một tòa nhà. Mấy ngày trước cả khu quay chiên đều loạn hết cả lên, mọi người đều dẫn ra hùng đáng giao hết hàng cho anh ta. Còn nữa, hàng quá trong mấy siêu thị bên cạnh đó cũng giao cho họ hết. Không phải cô rất kiên nhẫn sao? Trình tự của cậu bây giờ tới mức nào rồi? Đây không phải là vấn đề của phần mềm, phần cứng cũng có vấn đề. Cậu nói vậy là sao? Lòng người không dội là không được. Đào, vào đi. Chị Nhất Nhất, đây là phòng dạy múa của chị sao? Đúng thế. Sao? Chị Nhất Nhất, đó là chị đúng không? Đúng vậy. Xinh quá. Chị còn giành được nhiều giải thế này. Chị giỏi quá. Nếu có một ngày em cũng có thể giống như chị thì tốt quá. Em muốn thử không? Em được chứ? Tất nhiên. Em bỏ túi xuống đi. Đào, đặt tay lên cây vịn. Chúc
Chân làm theo chị, tách ra một chút. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chị thấy em làm tốt lắm. Thật đó Tiểu Tuyết. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị chứ. Dù gì thang máy nhà em cũng sửa rồi. Sau này em muốn tới đây lúc nào cũng được. Thật sao? Tất nhiên. Em chưa từng nghĩ mình có thể chạy múa. Đúng rồi. Tối nay chị rảnh không? Có, sao vậy? Vậy chúng ta cùng vào tới chỗ anh Hùng Đáng đi. Mọi người đi vui vẻ, chị không đi đâu. Hôm nay thành tích của nhóm Anh Hùng Đáng tăng lên. Mấy người họ tổ chức ăn uống. Họ mời em, bảo em là đại công thần. Chị cũng đi đi. Thành tích của họ tăng cao cũng đâu có nói với chị. Hơn nữa cũng không có mời chị. Anh Hùng Đáng ngốc lắm. Rõ ràng muốn nói cho chị biết, nhưng lại không nói ra. Người anh ta muốn báo nhất là em. Sao đấy lại muốn nói cho em biết nhất chứ? Anh ta thích em đó. Em cũng thích anh ấy mà. Không phải. Chị nhất nhất kiểu thích đó không phải là kiểu thích chị nghĩ đâu. Anh Hùng Đáng vẫn luôn xem em như em gái. Hơn nữa em cũng không có ý đó với anh ấy. Ý em muốn nói là tình yêu đó. Em nghĩ nhiều rồi. Anh Nhất, chúng ta vượt mặt nhóm kia rồi. Lần đầu đó. Chúng ta còn bận 6 ngày nữa. 6 ngày cuối cùng. Em thấy chúng ta có thể thuận theo tình hình hiện tại là có thể giành chiến thắng. Được rồi. Tối hôm nay chúng ta không bàn công việc nữa. Chỉ ăn uống thôi. Nhớ đó. Giới đó, Tiểu Tuyết là em gái của tôi. Lát nữa con bé tới, đừng có nói linh tinh. Cũng phải giữ thể diện cho tôi. Được rồi anh à. Anh Nhất, vậy cô Dương có tới không? Cô ấy tới hay không à? Cô ấy tới hay không? Cũng không sao cả. Cô ấy mà tới thì mấy anh em sẽ dọn chỗ cho anh đây thôi. Đúng đó anh Nhất. Dọn chỗ, được rồi, đừng có nói linh tinh. Tiểu Tuyết tới rồi, anh Hùng Đáng. Vào đi. Mọi người không ngại em dẫn bạn tới chứ. Chào mọi người. Xin chào. Nào, uống đi. Anh giúp chị giúp. Nào. Chúng ta. Em thấy uống không khí này không vui. Chúng ta chơi trò chơi đi. Được, chơi đi. Để em nghĩ xem. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi nói thật. Được không? Dám chơi không? Được. Người thua phải tình nguyện chịu phạt. Đúng rồi, bắt buộc. Chúng ta chơi ốp ngửa bàn tay. Ốp ngửa. Ốp ngửa, được chứ? Nào. 1, 2, 3. Ốp ngửa bàn tay. Lại nào. Ốp ngửa bàn tay. Chị Nhất Nhất, sao mọi người không ai thay đổi vậy? Mấy người thông đồng với nhau chứ chị. Người không may thì phải chịu thôi. Chịu thôi chứ. Chị Nhất Nhất, vậy chị chọn nói thật hay là thử thách đây? Nói thật đi. Nói thật à? Anh Nhất, cho anh một cơ hội. Đúng. Nhanh đi. Tôi hỏi gì bây giờ? Anh muốn hỏi gì cứ hỏi. Đúng vậy. Nhưng tôi không có gì để hỏi hết. Vậy qua nhé. Anh ta không hỏi. Không không. Anh Nhất của chúng ta gại. Em thay anh Nhất hỏi vậy. Hỏi câu gì hay đi. Cô Dương có thích anh Nhất không? Đừng có nói lên tin. Thích chứ. Vẫn là chị Nhất của chúng ta dám làm dám chịu. Bạn bè với nhau. Thích thì có sao đâu. Các cậu không thích anh ta à? Bọn em thích anh ấy. Với chị thích anh ấy. Tình cảm này khác nhau. Đúng. Sao cậu biết là khác? Anh Nhất, chị Nhất, chúng ta chơi tiếp chán nữa. Chơi rồi chơi rút thẻ bài. Được. Nhanh đi.
Rút thẻ bài nhé. Ai rút được thẻ vua thì người đã thua. Đào, Tiểu Tuyết. Đào, anh nhất. Đào, đào, đào. Nhanh nào. Đọc bài nhé. 1, 2, 3, đọc bài. Anh nhất.